Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn khám phá ngôi đền thờ Nguyễn Văn Nghi, đền thờ Tiến công Nguyễn Văn Nghi. Đấy, ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Thì ngôi đền này thì là ngôi đền cổ, có từ cách đây hàng trăm năm về trước. Đấy, thì ngôi đền này thì cũng được ví như thành nhà Hồ thu nhỏ của xứ Thanh. Đây là cổng vào đền các bạn nhé, cổng vào đền này giống như cổng thành này. Cổng vào đền, cổng vào đền thờ Nguyễn Văn Nghi này cũng giống như cổng thành nhà Hồ các bạn này. Đây. Cho các bạn xem này. Giống như cổng thành nhà Hồ. Đấy, phía trên cổng thành thì có chữ gì mình cũng không rõ này. Đây, cổng thành cũng được xếp bằng những khối đá này các bạn nha. Đấy, cũng được xếp bằng những khối đá giống như thành nhà Hồ, nên ở đây được ví như là thành nhà Hồ thu nhỏ của xứ Thanh. Đây là những khối đá được xếp giống như thành nhà Hồ này. Còn ở phía trên đây thì bằng gạch thì cũng là giống gạch trong thành nhà Hồ các bạn ạ. Đây, vì sao mà ở đây lại nói như ví như thành nhà Hồ thu nhỏ? Thì ngoài cái cổng thành này ra, ngoài cái cổng vào của đền thờ này ra, thì có những bức tường đá cũng bằng các khối đá. Tường đá này bao quanh đền, bao quanh khu đền. Đây các bạn này, tường đá giống như thành nhà Hồ này. Đấy, đây là toàn bộ tường đá này, giống như thành này. Phía trên là đấy. Vì sao mà ở đây được ví như thành nhà Hồ thu nhỏ của xứ Thanh là mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Tất cả đều được làm bằng, dựng lên bằng những khối đá giống như thành nhà Hồ. Đây là phía tường thành bên này. Đây, đấy các bạn thấy chưa? Khối đá này. Đấy, tất cả đều bao quanh. Đây, ra đây mình sẽ cho xem những cái khối đá đó như thế nào. Tất nhiên là nó nhỏ hơn thành nhà Hồ. Những khối đá này nó nhỏ hơn khối đá của thành nhà Hồ. Khối đá thành nhà Hồ to hơn. Đây, đây. Cũng qua bao nhiêu thời gian thì cái bức tường thành này nó cũng đã bị xuống cấp, xô đổ. Đây là những khối đá này. Đấy. Đấy, bức tường thành. Giờ mình sẽ dẫn các bạn vào bên trong nhé. Vào bên trong khu đền. Đây, ta bắt đầu là đi vào trong cổng này. Đi vào trong cổng đền, hay gọi là cổng thành nhà Hồ thu nhỏ. Đây. Đây, trong đây là cái chốt cửa này. Phiên bản giống y như thành nhà Hồ các bạn ạ. Đây là con lăn này. Đây. Đây. Đây là để chốt cửa. Để... phiên bản giống y như thành nhà Hồ. Đây, mình sẽ dẫn các bạn thăm thú ngôi đền. Đền tiến công tướng công Nguyễn Văn Nghi. Đây các bạn nha. Đây là ngôi đền. Đây là cửa đền này, mặt trước này. Đây mặt trước của ngôi đền. Ngôi đền này không có người trông coi nên thành thử ra là không vào được bên trong. Đây. Đây, cửa vẫn khóa. Đây ngôi đền, bên trong của ngôi đền. Qua bao thời gian thì những cột kèo đã mục mà. Đã mục hết rồi đó. Đã mục hết rồi. Đây này, đã mục hết rồi. Đây, phía bên hông của ngôi đền. Ngôi đền nó chỉ có thế này thôi, chỉ khoảng độ 40 mét vuông thôi. Đấy. Và điều đặc biệt ở ngôi đền này thì nó như mình cũng vừa mới chia sẻ các bạn ấy, nó hoàn toàn ở các cổng thành bằng đá, toàn bộ bằng đá giống như thành nhà Hồ này. Các phiến đá này, các phiến đá này. Đấy, ngoài ra thì ở đây dùng bằng một cái mái ngói rất đặc biệt. Mái ngói rất đặc biệt các bạn này, ngói rất dày nha, ngói rất đặc biệt. Đấy, nó khác với các đền khác và các ngói khác. Đấy các bạn thấy không? Đấy, rất đặc biệt này. Ở phía trên thì không có gì đặc sắc cả. Mình sẽ cho các bạn xem này. Đây đây, cái ngói không biết là từ thời nào, có chữ gì đây mình không rõ này. Đây nha, đó là đền nha, còn quay ra. Đây các bạn thấy không? Đây là phía quay ra này, phía quay ra của cổng này. Đây. Đây mình sẽ đứng ở giữa cái đền, giữa sân đền, mình sẽ quay một vòng cho bạn xem này. Đây là cổng nha, cổng đền này. Đấy. Cổng vào đền này. Trong đền khuôn viên rất rộng. Xung quanh đền là bức tường thành bằng đá. Đây, đây là chính cửa đền đấy. Xung quanh đền là tường thành bằng đá các bạn nhé. Đấy. Cổng vào cũng có những cái phiến đá. Đây là có những cái khối đá tròn này. ngay cổng vào mình chả biết đâu là khối đá này là như thế nào, dùng để làm gì. Đấy, rất hoang sơ, ngôi đền rất hoang sơ, do không có người trông coi nên là cây đại cổ cũng chết mất rồi. Đây, mình sẽ quay lại cổng. Vì trong đền thì cũng chỉ có thế thôi. Giờ mình sẽ quay lại cổng nhá. Ta ra cổng, ra phía ngoài cổng thành. Đẹp không các bạn? Đây, mình sẽ bao quát lại một vòng nữa cho các bạn xem. Rồi nha, xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.